Xin kính chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị tới chương trình 10 phút quản trị hiệu quả doanh nghiệp. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị đề tài, đó là làm sao giảm các khuyết tật chất lượng của sản phẩm dịch vụ của mình. Đặc biệt làm sao ngăn chặn những cái khuyết tật tới tay khách hàng, những khuyết tật của sản phẩm dịch vụ tới tay khách hàng. Bởi vì tất cả những cái sự không phù hợp mà tới tay khách hàng, nó sẽ gây ra sự không hài lòng và chúng ta mất khách hàng. Điều đó đồng nghĩa với chuyện chúng ta sẽ mất cơ hội kinh doanh. Và thưa các bạn, công ty của chúng ta đều có những cái quá trình để chúng ta sản xuất hoặc triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thì đây ạ, các quá trình sản xuất của chúng ta sẽ có đầu vào là nguyên vật liệu, con người, máy móc, thông tin, phương pháp làm, vân vân. Chúng ta đưa qua một loạt các quá trình, chúng ta ra cái đầu ra là sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Và đương nhiên sản phẩm và dịch vụ của chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng. Vậy thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các bạn cần chú ý. Đầu tiên, các bạn xem coi khách hàng sử dụng các loại sản phẩm nào và dịch vụ của các bạn. Ứng với các loại sản phẩm và dịch vụ khách hàng mong đợi, khách hàng muốn mua, thì anh chị hãy nhớ hỏi khách hàng, trong các loại sản phẩm và dịch vụ này thì khách hàng quan tâm nhất chỉ tiêu đặc tính nào, những chỉ tiêu nào của sản phẩm và dịch vụ là quan trọng nhất của khách hàng. Ví dụ khách hàng nói rằng tôi rất quan tâm tới cái chỉ tiêu Y, chẳng hạn như là gì ạ? Chỉ tiêu về trọng lượng, chỉ tiêu về kích thước, chỉ tiêu về hóa lý, hoặc là số lượng hàng phải giao. Sau đó anh chị nên hỏi thêm một chuyện nữa, vậy thì với cái chỉ tiêu Y thì mức độ như thế nào là khách hàng sẽ chấp nhận đạt yêu cầu? Cái đó tôi gọi là cộng trừ, tức là dùng sai. Ví dụ như trọng lượng 50kg cộng trừ 0.5, hoặc là chiều dài 100mm cộng trừ 0.05, hoặc là giao hàng cho tôi với số lượng tỷ lệ khuyết tật không quá cộng trừ 0.05%, hoặc là giao hàng cho tôi dung sai, thời gian giao hàng đúng hạn là cộng trừ 30 phút, tôi ví dụ như thế. Vậy thì đây là cái chỉ tiêu khách hàng quyết định. Do đó khi anh chị sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ, anh chị sẽ kiểm tra các cái chỉ tiêu này. Sau khi đo kiểm các cái chỉ tiêu này, anh chị sẽ so sánh với cái mức độ chấp nhận của khách hàng là Y cộng trừ bao nhiêu đó. Và khi anh chị so sánh, nếu mà nó đạt yêu cầu thì như vậy chúng ta cho giao hàng cho khách hàng, cho sản phẩm đã được thị trường. Nhưng nếu nó không đạt yêu cầu thì chúng ta phát hiện ra cái nô đó nó chính là gì ạ? Là khuyết tật, defect. Khuyết tật, chứ defect nằm trong 8 con lãng phí, 8 con virus lãng phí downtime mà ở những cái tập lần trước tôi đã nói. Như vậy khi có khuyết tật xảy ra, chắc chắn anh chị sẽ tốn chi phí, đồng thời không làm hài lòng khách hàng. Vì vậy trong công ty của chúng ta sẽ có một số các dạng khuyết tật. Ví dụ như là khuyết tật về xước, khuyết tật về cong vênh, khuyết tật về hóa lý, khuyết tật về chiều dài, khuyết tật về trọng lượng, khuyết tật về thời gian giao không đúng hạn, vân vân. Như vậy nó có rất nhiều dạng khuyết tật. Vậy thì ta sẽ phải tập trung cải tiến khuyết tật nào đây? Trong khi chúng ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng ta không có đủ nguồn lực và thời gian để cải tiến hết tất cả các khuyết tật, đúng không các bạn? Vì vậy, với các dạng khuyết tật, các anh chị hãy sử dụng biểu đồ Pareto để thống kê ra được những dạng khuyết tật nào chiếm số lượng nhiều nhất, xảy ra nhiều nhất, hay làm cho khách hàng không hài lòng. Anh chị muốn biết biểu đồ Pareto là gì thì anh chị nhớ tới đồng nguyên tắc 20-80. Khi chúng ta sử dụng biểu đồ Pareto, chúng ta sẽ phát hiện ra gì ạ? Trong hàng hà sa số những khuyết tật của công ty, nhưng thực sự chỉ có 20% dạng khuyết tật, hay gọi là 20% loại khuyết tật xảy ra chiếm 80%, nó xảy ra nhiều nhất. Hoặc là có 20% dạng khuyết tật gây ra cái thiệt hại
gây ra cái hậu quả trầm trọng cho công ty chiếm tới 80%, hoặc là 20% dạng khuyết tật gây ra thiệt hại về tiền bạc tới 80%. Vậy thì từ cái biểu đồ Pareto đó, anh chị xác định được những cái khuyết tật chính yếu. Sau đó anh chị sử dụng biểu đồ xương cá để tìm nguyên nhân, hoặc là anh chị sử dụng phương pháp 5 whys để tìm nguyên nhân. Chúng ta tìm được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, và anh chị đưa ra biện pháp, anh chị thực hiện và anh chị cải tiến nó. Anh chị nào muốn hiểu về 5 whys thì anh chị coi những cái tập mà tôi 10 phút hiệu quả doanh nghiệp tôi đã phát hành lần trước. Và hôm nay tôi chia sẻ với anh chị thêm một cái mẹo rất lợi hại để làm sao chúng ta kịp thời ngăn chặn những hư hỏng này tới tay khách hàng. Và anh chị thấy nhé, nếu đợi cho đến khi sản phẩm nó hỏng xảy ra, anh chị kịp thời phát hiện đi nữa thì sản phẩm nó vẫn cứ hỏng, chẳng qua anh chị để lại trong công ty và anh chị sửa chữa nó thì lúc đó vẫn tốn phí. Bây giờ chúng ta nghiên cứu xem có cách nào phát hiện kịp thời hỏng ngay tại nguồn, để như vậy là chúng ta không xảy ra cái lãng phí của chúng ta. Vậy thì để cho nó dễ dàng, anh chị hãy xem cái hình ảnh sau đây, nó hơi thiên về cơ khí một chút, tôi xin diễn tả. Đây là một cái phôi thép, tấm tôn chẳng hạn, nó có cái ngạnh như thế này. Và ở đây là cái máy dập, người công nhân sẽ đút cái tấm tôn theo chiều này, đút vào trên cái máy dập. Và đây là cái cữ các bạn. Đây chính là các cái cữ chặn. Người công nhân sẽ đút cái tấm tôn vào và người ta giật công tắc một cái. Thì như vậy hai cái trục dập đó mà nó sẽ dập một phát, nó ra được hai cái lỗ, một cái lỗ nhỏ và một cái lỗ to. Thế thôi các bạn. Đấy. Và cái miếng này như thế này, cái lỗ to ở bên cạnh lớn này như thế này gọi là đúng. Nhưng đôi khi người công nhân trong một ngày 8 tiếng làm việc, đôi khi họ lại không đút đúng cái chiều mà họ lại lật ngược cái phôi thép này. Như vậy khi sau khi dập xong một lỗ nhỏ một lỗ to ở đây, như vậy cái miếng này gọi là khuyết tật không đúng. Đôi khi họ lại, người công nhân họ lại đút ngược cái đầu thì cái miếng này cũng gọi là khuyết tật. Khi nhìn vô cái hiện tượng này, phần lớn mọi người chúng ta sẽ nói rằng người công nhân không cẩn thận, ông ta không đặt cái phôi thép đúng cái chiều để dập ra được hai cái lỗ đúng theo sản phẩm gọi là đặt yêu cầu. Nhưng xin thưa với anh chị, chúng ta hãy hình dung 8 giờ đồng hồ làm việc mà lúc nào cũng cần phải chú ý để đặt đúng chiều, chắc chắn trên đời này không ai làm được. Vậy thì nếu mà cứ đặt đồi vào, cứ đặt tấm phôi vào rồi phải kiểm tra từng cái một, cũng không ai làm nổi. Và nguyên nhân của nó là tại cái cữ này, đúng không anh chị? Đấy, sau đó các cán bộ kỹ thuật họ cũng rất thông minh, họ đã làm ra một cái cữ như sau. Họ làm một cái cữ như sau các bạn. Như vậy người công nhân lúc này chỉ còn có một chiều để làm thôi, vậy nó luôn luôn đúng, chả cần phải chú ý nữa, đặt một phát là đúng ngay. Còn nếu mà đặt không đúng chiều đó các bạn, thì chính cái cữ này nó sẽ báo cho người công nhân biết ông đã đặt lộn cái phôi thép rồi anh chị hết. Và như vậy là cái này nó giúp cho chúng ta không bao giờ tạo ra khuyết tật nữa. Đấy, cái công cụ này người ta gọi là ZQC. Chính cái cữ này anh chị, người ta gọi là ZQC, Zero Quality Control. Tôi nhắc lại, Zero Quality Control tức là gì nào ạ? Kiểm soát chất lượng không còn sai lỗi nữa. Đấy. Và tiếng Nhật nó gọi cái này là Pokajoke. Pokajoke nghĩa là gì nào ạ? Phát hiện lỗi ngay tại nguồn và ngăn chặn
không cho nó xảy ra khuyết tật. Anh chị nhìn kỹ cái Bokajoke này, nó có những đặc điểm như thế nào. Cái cữ này này, nó có đặc điểm thứ nhất là nó kiểm tra công việc 100%. Đây là một cái chuyện mà tất cả các chủ doanh nghiệp đều mong đợi, làm sao công việc chúng ta đều kiểm tra được 100%. Như vậy nếu mà ta cử ra một người kiểm tra như vậy là rất tốn phí, điều đó là không thể. Mà chính cái cữ này nó sẽ kiểm tra công việc của người công nhân 100%. Bất cứ ông ta hút miếng nào vào đúng thì nó cũng biết ngay, mà không đúng thì biết ngay. Thứ hai, cái cữ này nó kịp thời phát hiện công việc không phù hợp, là đặt cái tấm tôn bị sai trước khi gây ra hậu quả như thế này. Đấy. Và thì anh chị nhìn thấy một cái bí quyết rất đơn giản mà của người Nhật người ta đã áp dụng. Tôi xin gọi lại gì nào ạ? Người Nhật gọi là Bokajoke, ZQC. Còn tiếng Việt mình có thể dịch ra gọi là cái bẫy lỗi. Cái bẫy, những cái lỗi. Tức là gì nào ạ? Thứ nhất, nó kiểm tra công việc 100%, anh chị. Thứ hai, nó kịp thời phát hiện sự không phù hợp trước khi cái sự không phù hợp này gây ra hậu quả là khuyết tật. Đấy anh chị, Bokajoke nó lợi hại như thế. Và về Bokajoke thì có rất nhiều loại anh chị ấy. Bokajoke trên hình vừa rồi tôi nói, Bokajoke trên cái hình vừa rồi, cái cữ người ta gọi là Bokajoke dạng cơ khí. Tức là gì nào ạ? Tiếp xúc, rất đơn giản. Rồi có những loại Bokajoke là dạng điện. Tôi ví dụ, ngày cách đây 3 ngày, chuyên gia của tôi có đi tư vấn một công ty chuyên lắp ráp về karaoke. Thì cái thiết bị đầu karaoke sau khi lắp xong các bạn, nó có rất nhiều linh kiện phụ kèm theo được đóng gói vào. Nhưng mà hiện nay khuyết tật xảy ra là gì nào ạ? Chuyên môn đóng gói thiếu. Do đó họ đã cần cử hẳn là một người ngồi kiểm tra 100% lại tất cả những hàng hóa trước khi xuất đi. Như vậy là quá tốn phí và quá lãng phí. Và sau khi trình bày cái Bokajoke này, chính các cán bộ công nhân ở công ty đó, họ đã tạo ra một cái là gì nào ạ? Có tất cả 6 linh kiện phải bỏ vào trước khi đóng gói. Thì như vậy ở từng hộp họ để một cái mắt thần. Nếu mà bạn nào sò tay vào để lấy ra một linh kiện thì đèn nó sáng lên. Như vậy nếu khi nào đèn nó sáng cả 6 hộp, như vậy đã nhặt đủ. Đấy là phương pháp điện. Đồng thời có phương pháp nữa là gì nào ạ? Phương pháp từ trường và phương pháp quang học. Những cái mắt thần mà người ta vẫn sử dụng, anh chị ha. Nhưng có điều anh chị hãy lưu ý, các thiết bị đời mới người ta đều có những cái Bokajoke để bẫy lỗi sẵn đó. Đấy, tôi ví dụ, tôi cứ tư vấn một công ty giấy vệ sinh đó các bạn. Thì đây là dây chuyền công nghệ của Ý mà. Trên từng đoạn dây chuyền đó nó có một cái mắt thần. Khi mà nó kiểm soát cái nguyên vật liệu giấy đầu vào á, mà chiều dày giấy đó mà không đạt yêu cầu á, là nó ngưng máy tự động ngay. Đấy. Nhưng mà vì áp lực của thị trường, công ty này cứ muốn sản xuất giấy càng mỏng ra để cho giá nó rẻ. Đấy. Vì vậy mà họ làm mỏng quá thì cái thiết bị nó cứ tự động nó ngừng. Và anh chị xem coi, những người công nhân đây rất sáng tạo, họ bảo thưa sếp em có cách rồi, rất là dễ. Họ ra họ lấy băng keo á, băng keo đục, họ dán tất cả các mắt thần, thế là không còn nhìn thấy nữa. Thế là gì nào ạ? Cứ thế mà ra được những sản phẩm giấy rất mỏng. Mà ra được sản phẩm giấy rất mỏng, cuối cùng không đáp ứng yêu cầu khách hàng, và công ty nó tồn kho cả một đống luôn. Không thể nào sáng tạo kiểu đó được các bạn nhé. Đấy, người ta đã có những cái thiết bị để bẫy lỗi, để đảm bảo rằng gì ạ? Sai hỏng nó không tới tay của khách hàng. Vậy có rất nhiều trường hợp về Bokajoke giúp cho chúng ta kiểm soát ngay tại nguồn. Và sau đây anh chị nhìn thấy một cái phong thư này. Phong thư này nó có cái ô cửa kính đúng không các bạn? Như vậy trước đây phong bì này nó không có cái ô này, thì người ta cần phải như nào? Viết tên người nhận và địa chỉ. Và đôi khi đã xảy ra cái trường hợp rất sai lầm,
Ví dụ người ta gửi cho ông Trần Đình Cửu, thì trong công văn thì gửi cho ông Trần Đình Cửu, nhưng ngoài phong bì thì lại gửi cho ông Trần Văn Ích. Đó, do cái nhầm lẫn như nào, viết tên trong phong bì và nội dung trong công văn nó không giống nhau. Chuyện này xảy ra quá nhiều. Và do đó người ta đã phát minh ra, sáng tạo ra cái phong bì có cái ô kính này. Như vậy công văn sau khi in ra chỉ việc gặp cái công văn mà bút vô thôi. Do đó từ đây trở đi không bao giờ còn sai lỗi về nhầm lẫn này nữa. Và anh chị nhìn thấy đây là một cái Boca Joker rất thông minh. Nó trị sai gốc ngay từ cái nguồn, là cái chỗ phải ghi sẽ gây ra sự nhầm lẫn. Và đồng thời anh chị nhìn thấy không ạ, nó tiết kiệm công sức luôn. Ok. Và đương nhiên cái người phát minh phong bì này là người Mỹ, họ đã bảo hộ bản quyền của họ và đã tạo ra là doanh thu cả hàng triệu đô, đúng các bạn. Như vậy tóm lại, trong 10 phút quản trị hiệu quả doanh nghiệp ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị các cái phương pháp để mà gì nào ạ, giải quyết, ngăn ngừa sự không phù hợp trước khi gây ra khuyết tật tới tay khách hàng. Và chúng ta sẽ kiểm tra được công việc 100% Boca Joker. Anh chị ha, và anh chị hãy nhìn trong đời thường có rất nhiều cái Boca Joker, chẳng hạn như là gì ạ, cái USB á, chúng ta chỉ cắm được một chiều mà thôi. Ok, trong chương trình ngày hôm nay xin trân trọng kính chào các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn.